Rồi, video vừa rồi các bạn đã thấy mình giới thiệu Win 8, Win 98 máy ảo các bạn ha. Sau đây chúng ta tiến hành vào test Windows 7 nè. Đây, chúng ta chuẩn bị trải nghiệm Windows 7 các bạn ha. Đây, mình sẽ thoát ngay từ đầu các bạn nha. Đây, mình thoát ngay từ đầu cho các bạn xem. Đây, chúng ta vào Win 7 nào. Đây, khởi động các bạn ha. Cái động Win 7 thì nó hơi lâu hơn so với Win 98. Win 98 thì chỉ có một mê mấy thôi các bạn ha. Khá là công phu các bạn nha. Win 7 này cũng không kém cạnh gì cả các bạn nha. Để mình đi hơi nhiều vấn đề xíu xem mình như thế nào. Để mình đổi tài khoản coi, mình để thử mình ghi cái tài khoản tên mình coi. Mình thử coi mình nhập có được không nha. À, không biết là có bắt buộc là tài khoản như thế nào hay không, hay là chỉ cần ấy là được. Không biết mật khẩu 1 2 3 4 5 6. Thử mình đăng nhập thử các bạn. Không không được các bạn ha. Không được rồi. Thử là đây thôi. Mình không không nhập đây, tạo tài khoản mới nhưng mà không nhập coi. Tự động điền tất cả luôn ha, điền số 1 qua nào. Ở đây điền số 1 qua nào, rồi được không? 6 ký tự mới được ha. Khó gì vậy? 1 2 3 4 5 6. Nhập lại mật khẩu nè, 1 2 3 4 5 6. Rồi ok. Không được luôn. Tài khoản được tạo thành không? À, tưởng đâu không được luôn chứ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, ok, đăng nhập. Bạn thấy chưa? Đấy. Mình chạy nè. Máy tính nè các bạn nha. Mở lên nè. Đấy. Các bạn thấy không? Bộ nhớ nè. Bộ nhớ hệ thống nè. Ghê chưa? Khá là ok các kích bằng tay tới đâu là lít ăn tới đó luôn, giống như là chúng ta đang thao tác trên cái điện thoại Android hơn lại cái Win 7 các bạn nha. Rồi cho các bạn xem bảng điều khiển nè. Đấy đấy, bạn thấy không? Ví dụ Win bảo vệ coi, Windows bảo vệ coi là cái gì nào. Đấy, ra màn hình khóa bảo mật. Nó tương tác thẳng qua cái Android các bạn nha, chứ không phải là cái này là Win 7 các bạn nha. Đây, chương trình và tính năng là vô cái quản lý ứng dụng nè. Đấy, các bạn thấy không? Trình quản lý ứng dụng thấy chưa? Đấy, để cho các bạn hiện thấy. Đấy, thấy không? Quản lý ứng dụng các bạn. Ấy, rồi lỡ xóa rồi. Rồi xong một kẹo rồi. Rồi mình dừng xíu các bạn nha, chạy lại nè. À, khi mà thoát ra đăng nhập lại lại vẫn hiện cái tài khoản mình các bạn ha. Đấy. Bạn nhớ mật khẩu các bạn ha. Hồi nãy mình đang ở cái bảng điều khiển. Đây. Đấy, thấy không? Thì chúng ta cứ chọn thì nó tương tác thẳng qua cái hệ hình Android các bạn nha. Đây mình mở cái pen này coi. Quan trọng cái pen này các bạn ha. Ấy cái pen của Win 7 mình khá là đánh giá cao cái pen này các bạn nha. Để mình coi coi có chuẩn hẳn hoàn toàn không. Wow, không ngờ luôn đó. Cái pen này là tất cả những cái công cụ pen của Win XP, Win 7, 8, Win 8.1, Win 10 đều cho ra hình ảnh rất là chuẩn các bạn ha. Có nghĩa là chuẩn như thế nào? Các bạn bấm xuyến print ha, print là chụp màn hình trên laptop hoặc là máy bàn, rồi chúng ta vào cái pen này chúng ta Ctrl V, chúng ta dán ra, rồi các bạn save lại cái chất lượng độ phân giải hình ảnh sắc nét nó rất là chuẩn, chuẩn hơn nhiều so với những cái phần mềm phụ giống như Nagit hay là những cái phần mềm mà FS, Captoon vân vân vân,
khá là chuẩn các bạn nha. Như các bạn muốn chụp màn hình mà cho ra cái hình ảnh sắc nét thì nên ứng dụng cái công cụ Paint này ha. Rồi mình giới thiệu sơ thôi. Rồi tiếp đến chúng ta mở Media Player. Ở đây thì không có cái phần quản lý thư viện. Mình vô video thử coi nào. Quản lý thư viện thì ra mở bên đây. Mình cho các bạn xem video mới quay đây ha. Đây, mình bấm like coi nào. Đấy, đây là video Full HD bình thường là các bạn nha. Đấy thì ở Win 98 mình cũng test khá nhiều rồi. Nói chung là cái hệ điều hành Android, các bạn chạy được những file nào thì các bạn vô đây mở được những cái file đó. Đối với những cái file media các bạn ha, âm thanh, hình ảnh. Rồi thì Internet Explorer thì nó tương đương với cái công cụ Internet của các bạn. Nếu các bạn đã kết nối Wi-Fi hoặc 3G, 4G, 5G thì các bạn vô đây y như đúc các bạn nha, chả khác gì cả. Bit.ly xuyệt tel 8K đi. Rồi mình mở coi như thế nào. Đây, ở đây nó có khoảng cách là không đúng các bạn ha. Đây. Rồi. Đi nào. Đi tới đâu đây? Mình đi một cái nữa coi. Rồi đi tới đâu rồi? Đó, đang load các bạn nha. Đây là cái video YouTube các bạn ha. Còn nếu các bạn load theo cái link rút gọn lâu qua thì các bạn gõ đi, gõ tìm theo cái Google đi ha, video 4K và nó ra không các bạn nha. Ở bên Win 98 là mình đã ấy nó ra, mình tìm pin đi. Video 4K, tìm công cụ của pin cả. Internet không thể kết nối à? Đây, các bạn thấy công cụ của pin không? Coi bộ ở đây thì nó không có hỗ trợ đây vì gieo 4K enter đấy ra các bạn ha, tìm cái công cụ ở ngoài nhưng mà để coi hiện không nào, không lẽ vô đây chậm như vậy sao hay là chưa chuẩn. Một là cái tính năng này nó chưa chuẩn lắm các bạn ha, tính năng kết nối internet này nó chưa chuẩn lắm, nhưng mà Win 98 là khá là ok, thậm chí mình load 4K còn được. Mà không ngờ mới phát hiện luôn, trong Win 98 vậy mà load được video 4K. Thông tin này là cái thông tin của Win 7 này ha. Cái này nó không có đọc chuẩn như trên Win 98 các bạn nha. Win 98 là chúng ta có thể đọc được cái file trong thẻ nhớ các bạn luôn ha. Win 7 này nó thiếu tính năng, mặc dù nó dung lượng nó cũng khá là cao các bạn nha. Cao đối với những cái phần mềm mà nó cùng cùng chức năng như thế này thôi, chứ không phải là cao, là cao mấy trăm mê, có mấy chục mê thôi các bạn ha. Đấy. Các bạn lưu ý nha, coi chừng đóng đóng lại giống mình ha, chúng ta đóng là black lại nha, black bát bát lui lại cái dấu mũi tên lui lại, chứ không phải là cái dấu mà đa nhiệm các bạn ha, không phải cái phím đa nhiệm các bạn nha. Hoặc là chúng ta không để ý, chúng ta kéo ra vuốt bỏ giống như mình nãy, các bạn phải khởi động lại các bạn ha. Chương trình mặc định đấy, mình không biết cái này nè, mình cứ tưởng như vô Android cái mình vuốt mình bỏ cái nó đóng chương trình luôn, phải có phải chạy lại. Thành ra là chúng ta lưu ý để chúng ta click nhầm, chúng ta đóng luôn cái thao tác quen á, chúng ta đóng luôn cái mới hiện ra. Rồi bây giờ mình sẽ test cái gì bây giờ,
Tắt máy, đăng xuất, đổi tài khoản, khởi động lại. Đây có giờ ngày này các bạn nha, đổi ngày giờ, chắc nó cũng qua Android cho nên đâu có ấy đâu. Hay, nói chung là, quên, cho các bạn coi đã, đổi cái mới nè. Wow, 10 phút mấy rồi. Rồi, chúng ta cho đổi giao diện nè các bạn nha, cá nhân hóa nè. Đấy, cái này mới thú vị các bạn nha. Giao diện Aero luôn các bạn thấy hay không, dữ dằn không? Đấy, đổi nè. Đấy, ghê chưa? Trong này thổi được giao diện luôn. Đổi cái này nó không có đổi ngoài Android các bạn ha. Android không ảnh hưởng các bạn nha. Đấy, Android không ảnh hưởng ha. Đây là giống như là cái giao diện của cái Win 7 ảo hóa này thôi, chứ không phải là cái giao diện của Android các bạn nha. Nó khác các bạn ha. Được được cái hay là cái này. Cái này các bạn cho mấy đứa bé ở nhà nó bọc cũng được, nó tìm hiểu sơ sơ về cái Win 7 này các bạn ha. Rồi. Cái giao diện thì nhìn lên đây nó khá là rõ nét các bạn thấy không? Khá là rõ nét luôn, sắc sảo. Không biết là người sáng lập cái ảo hóa này họ có chèn cái file gốc vô không mà nhìn thấy nó rất là rõ các bạn nha. Cá nhân hóa nè. Đấy, bây giờ mình chuyển qua cái hoa này nè. Hoa này nó cũng rõ lắm này các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Rồi chúng ta mở tiếp cái nè. Cái này nó còn nè, cái bị từng Win 10 luôn này các bạn, Win XP luôn kìa. Nó chủ yếu là cái logo các bạn ha, logo giao diện đó, dữ không? Ghê chưa? Rồi đây, chuyển qua Win XP luôn nè. Đấy, các bạn thấy không? Cái Win XP nhìn y y như là Win XP luôn, hay. Win XP mà cái giao diện này y đang hà. Win 8 nè, Win 8.1 nè. Đấy. 8 với 10 cũng không có khác gì mấy các bạn ha. Remita nữa à. Để mình coi cái giao diện có thay đổi xíu gì không. Cũng có thay đổi chút đỉnh. Rồi, ok. Chắc test ở đây được rồi các bạn ha. Vậy là các bạn tìm hiểu thêm về chúng ta. Đây nè. Đây là những cái app mà chúng ta đã cài trong cái hay là Android các bạn ha. Đấy, mình ví dụ mở duyệt tập tin, RS duyệt tập tin. Đấy, các bạn thấy không? Nó sẽ mở qua cái app của chúng ta. Đấy, nếu chúng ta đóng luôn thì nó sẽ đóng cái ứng dụng đó thôi. Rồi chúng ta coi như thế nào. Khá là hay các bạn ha. Ở đây chúng ta có thể load được nhanh ứng dụng. Nếu mà nói về internet, mặt media ha, thì mình thấy cái bản 9.8 nó lại trội hơn các bạn nha. Bản này nó còn thiếu tính năng mở được những cái file trong cái hệ nhớ và cái bộ nhớ của máy. Nó không có đủ tính năng như cái Win 98 các bạn ha. Cái bản bản sao, bản cập nhật sao mà admin họ làm thêm được tính năng đó thì khá là hay. Để mình coi trò chơi coi. Play này là gì? Như vậy sao chơi? Ôi một mình cũng không muốn chơi nữa. Thôi, biết chơi cái gì thôi. Rồi.
Ở cái bản Windows 7 này mình đánh giá cao về cái giao diện ha, thay đổi giao diện và cái công cụ Spend này các bạn nha. Đấy, công cụ Spend này rất là mạnh và cái giao diện, nhưng mà trong khi đó là cái Explore, Internet và Media thì nó chua. Media để mình coi, mở Media lại coi nha. Media video, vô cái Media thì nó cho phép chúng ta mở như thế này, nhưng mà vô cái quản lý Explore giống như My Computer thì nó không cho chúng ta xem hết các bạn ha. Media thì nó cho chúng ta mở được. Rồi, đấy. Các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn là cài Win theo chuẩn của Rai rồi các bạn nha, cài Win 10 GB thì setup Đấy. bạn sẽ thấy ở đây, đây là bản mới của Rai thứ hai thứ ba up rồi các bạn ha, để mình gọi cài đặt không biết rồi chúng ta load luôn. Đấy. Rồi. Mình lướt nét lại cái nữa coi nào. Không có internet các bạn nha. Mình đi cái trang này luôn coi. Không có internet. Bình thế coi. Bình. Bình từ khóa à, thôi không được luôn. Vậy thì Win 7 này nó bị giới hạn ở cái chia sẻ file và cái internet các bạn ha. Nó chưa thực sự là hoàn hảo cho lắm về hai phần đó. Đặc biệt mà khắc phục được hai phần đó nữa là trội hơn cái Win 98 rất là nhiều các bạn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.